Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có chủ đề những bài tập vận động cơ bản giúp đốt cháy calo hiệu quả. Với chủ đề này, mời quý vị cùng đến với phần hướng dẫn những bài tập cơ bản có tác động đến vùng eo và giúp đốt cháy calo hiệu quả của huấn luyện viên Nguyễn Hằng, câu lạc bộ Zumba Fitness huyện Ân Thi. Trong một câu chuyện thể thao, mời quý vị đến với phóng sự Zumba, môn thể thao yêu thích của những giáo viên tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Zumba là hình thức luyện tập thích hợp với mọi độ tuổi. Ngoài những lớp Zumba dành cho các bạn trẻ, còn có những lớp Zumba cho trẻ em nhằm giúp các em nhận thức lợi ích tuyệt vời của việc rèn luyện thân thể từ khi còn nhỏ. Và cũng có lớp Zumba cho người lớn tuổi nhằm giúp các cụ duy trì sức khỏe và cảm thấy yêu đời. Với những lớp học Zumba ở các mức độ khác nhau, bạn có thể lựa chọn lớp học phù hợp với mình. Các bước nhảy Zumba có thể được điều chỉnh để có được tác động mạnh, vừa hay yếu tùy vào sức của bạn. Zumba sử dụng chuyển động của toàn bộ cơ thể từ tay đến chân, eo, hông. Theo đó, Zumba có thể giúp bạn đốt cháy calo và giảm mỡ. Bạn có thể đốt cháy từ 500 đến 800 calo trong một giờ. Lượng mỡ thừa tích trữ trên cơ thể cũng vì thế mà nhanh chóng bị đánh bay, đem đến cho bạn vóc dáng thon gọn và khỏe khoắn hơn. Các bước nhảy trong Zumba giúp tim bạn hoạt động tốt hơn. Các chuyển động nhanh từ bài tập Zumba buộc bạn phải thở mạnh. Khi đó, phổi của bạn thêm nhiều oxy vào máu, được lưu thông khắp cơ thể. Bạn càng thở nhiều, mức năng lượng của bạn càng cao và giữ cho tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh. Zumba cũng có lợi ích về mặt tâm lý và tinh thần. Đó là một bài tập vui vẻ khi sử dụng điệu nhạc sôi động. Trong khi tập Zumba, cơ thể tiết ra endorphin và endorphin khiến người ta vui vẻ. Zumba cũng sẽ giúp bạn hoạt động xã hội tích cực hơn. Tất cả các bài tập được thực hiện theo nhóm, sau đó bạn có thể dễ dàng tương tác và tạo nên các mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh mình. Cải thiện sự trao đổi chất. Việc tập luyện Zumba giúp tăng cường lưu thông máu, sau đó cải thiện sự trao đổi chất và khả năng miễn dịch của bạn. Đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều người gầy tập Zumba để thay đổi vóc dáng của mình. Khi quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, cơ thể cũng sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh và nhiều hơn. Khi bạn nạp lượng calo lớn hơn với calo tiêu thụ thì việc tăng cân là điều hiển nhiên. Ngược lại, với những người có nhu cầu giảm cân thì chỉ cần nạp ít calo hơn mức tiêu thụ. Dựa trên cơ chế này, chỉ cần bạn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để có thể thay đổi vóc dáng của mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Hằng, tôi là huấn luyện viên Zumba tại câu lạc bộ Z Fitness tại huyện Ân Thi. Như các bạn đã biết thì bộ môn Zumba hiện tại đang được rất là nhiều lứa tuổi ưa chuộng. Thì hôm nay tôi muốn là cùng các bạn tập một số bài tập cơ bản dành cho tất cả các bạn ngày hôm nay nhé. Trước tiên xin mời các bạn tập bài tập đầu tiên cùng với tôi nhé. Tổ hợp 1, chúng ta sẽ đứng tại chỗ, dậm chân tại chỗ nào, tay đưa lên cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp theo của tổ hợp đầu tiên, chân bước sang ngang rộng bằng vai ạ. Tay đưa lên trước giúp em và kéo co gối 2 lần, được chưa ạ? Sau đó để tay trước ngực và giật 2 lần. 1, 2, 3 và 4 đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ hai là tổ hợp mình sẽ đứng thẳng như người trùng gối ạ. Tay phải lên trước, tay trái để hờ đằng sau ạ. Giật 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ ba này, chúng ta vẫn đứng nguyên vị trí và trùng gối xuống ạ. Giật ngực lên. Sau đó đánh tay ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ 4 ạ. Hai chân rộng bằng vai. Hai tay nắm đấm song song trước mặt ạ. Và trùng gối xuống cho em ạ. Giật 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Lần 7, 8 tay đưa lên và ưỡn ngực. Trùng gối xuống, được chưa ạ? Mình thực hiện như vậy 4 lần 8 nhịp. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu hoàn thiện bài tập cùng với cả nhà ạ. We'll be right back.
Bài tập thứ hai là bài tập về điệu cha cha cha. Tổ hợp đầu tiên, chân đưa bước sang ngang, tay phải đưa sang ngang này, thu về vuốt đầu đổi bên. 2 3 cha cha cha. Gõ chân này. 1 2 3 4 tay ngang hai tay. 1 2 cha cha cha. 2 3 cha cha cha. Gõ nào. 1 2 3 và 4 ạ. Tổ hợp thứ hai. Bước chéo 4 bước lên trên và đồng thời tay đưa lên vuốt đầu này. 1 2 3 và 4 này. Sang tổ hợp thứ ba. Chân các bạn sẽ bước chéo lên trước sau lùi về đổi bên. Sau đó nhún này. Phải trái phải trái. 1 2 thu về. 2 2 thu về. Nhún nào. 1 2 dừng. 2 2 dừng. Tổ hợp thứ 4. Chân phải bước lên trước thì tay đưa lên này. 2 3 cha 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 về đây. Sau đó lùi chân sau thì tay đẩy về sau được chưa ạ? Bước thu về vuốt đầu. 2 3 cha cha cha. 2 3 cha cha cha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập với cả nhạc nhé. Hợp 1. Bước sang ngang, tay phải lên trên, thu về sang ngang ạ. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó nhún 2 lần. 1 2 3 4 là vuốt mông. 5 6 7 và 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Sang tổ hợp thứ hai. Chân bước phải sang này. 1 chấm trái đi nhanh này. 1 2 3 4 dừng ạ. Tay lên túm này. 1 2 3 4. Sang tổ hợp thứ ba này. Lướt sang phải. 1 lướt sang trái. 2 sau đó tay trước mặt đặt trước mặt này. 1 2 3 và 4. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp thứ 4. Chân bước lên chéo. Chân phải bước chéo lên này. Sang trái, tay trái đưa sang. Chéo phải, chân phải đưa ra. Tay lên. Tiếp tục lên. Lùi vuốt đầu này. Chấm trái, chấm phải. Chấm trái, chấm phải. Lùi về. Oh,
Hoạt động được hơn 4 tháng, câu lạc bộ Zumba xã An Viên, huyện Tiên Lữ đã thu hút được sự tham gia tập luyện của nhiều giáo viên. Không chỉ cải thiện sức khỏe mà đến với câu lạc bộ, các học viên có thể giao lưu, trò chuyện, giúp giải tỏa căng thẳng, góp phần nâng cao hiệu quả trong giảng dạy. Chiều nào cũng thế, sau khi kết thúc buổi dạy tại trường tiểu học An Viên, chị Trần Thị Thanh Hương lại nhanh chóng về nhà, tranh thủ chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Sau đó, chị mới đi tập Zumba tại nhà văn hóa. Trước đây mình rất là yếu, hay bị đau đầu và bị tụt huyết áp. Nhưng mà từ khi tham gia tập thể dục Zumba thì mình thấy là mình không còn bị đau đầu và không còn bị tụt huyết áp nữa. Còn đối với chị Phạm Thị Trang Nhung, giáo viên trường trung học cơ sở An Viên, sau hơn 4 tháng được làm quen với bộ môn Zumba, cuộc sống của chị đã có nhiều thay đổi, không chỉ về sắc vóc, tinh thần mà còn về công việc. Tôi thấy Zumba làm cho cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc hơn, tôi thấy yêu đời hơn. Zumba đã làm cho tôi có nhiều sáng tạo hơn trong môn học của mình. Tôi đưa âm nhạc Zumba vào những tiết học và tôi thấy là tôi cũng có cải thiện những phương pháp dạy học của tôi qua việc áp dụng những bài nhạc, những cái biểu hiện hình thể. Từ những ngày đầu câu lạc bộ Zumba xã An Viên mới chỉ có khoảng 5-6 người tham gia tập luyện. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút được trên 20 hội viên tập luyện thường xuyên, chủ yếu là giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở An Viên. Có những người bị đau lưng, mỏi cổ thì sau khi tập luyện đã cải thiện rõ rệt về cái hiện tượng đấy, không còn nữa. Ngoài ra là cái việc cải thiện về vóc dáng như là giảm cân, săn chắc vùng bụng đấy, và các phần mỡ tay, lưng, vai cũng được cải thiện rõ rệt. Cái tinh thần của mọi người thì rất là đoàn kết, gắn bó và sự nhiệt huyết trong tập luyện. Mới lạ, sôi động và đầy sức sống, Zumba đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ hiện nay. Đây thực sự là một lựa chọn giúp mọi người phát triển về thể chất, phát huy sức sáng tạo, từ đó hình thành nên thói quen tốt, lành mạnh và tạo dựng một cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Thể thao và Cuộc sống tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.